Đó, này là linh xăm xong hình lá chung ấy, lá của nó dạng gì nè? Tại vì đem để trong gặp á, nó lá nó lớn hơn chút xíu nha anh chị. Chứ anh với anh chị uống dây về lá nhỏ lắm. Cái này là... siêu hoa luôn nha anh chị. Hoa nó màu tím ha. Cây sống khỏe hết rồi. Đâm cho mạnh cao như vậy rồi em mới cắt tỉa bớt này nè, nữa em ốp giấy á. Ốp giấy quấn băng keo, mấy cái lá này có thể bị vàng, bị chập, anh chị thông cảm giùm em ha. Về mình cắt tỉa lại ra lá mới thôi nha anh chị. Cái loại này là cây phôi nên rất là dễ sống ha. À, em ngủ thì mình sẵn tối cho vừa luôn rồi. Cái này là mấy cái tì của cái đường dây lúc mà người ta trồng vô dây á, gỡ ra nó có tì như vậy ha. Rồi mã số này là mã số 1. Hoành ngay đây là 16. Chiều cao của nó là 38. Rồi cây số 1. Giao lưu với anh chị cây này là 250 anh chị ơi, bao ship luôn ha. 250.000 em bao ship ha. Cái mã số 2. Đó, đâm vào rất là mạnh luôn ha anh chị. Này em chỉ tưới nướng thôi ha, mình về mình tưới kích rễ đâu vô là nó còn mau nữa. Rồi, em ghi số đi, mã số 2. Hoành ngay đây là 14.5. Chiều cao của nó là 40. À. Rồi cây này là mã số 2. Rồi cây này để rẻ cho anh chị chơi là 200 ngàn luôn anh chị ơi. Em bao ship luôn đó. Mã số 2, 200 ngàn em bao ship ha. Rồi mã số 3. Mã số 3. Đây là mã số 3. Hoành ở đây là 15.5. Chiều cao của nó là 38. Rồi mã số 3. Cũng 200 ngàn luôn anh chị ơi. Bao ship luôn, để rẻ luôn. Ồ, có cây này đẹp lắm anh chị ơi. Mã số 4. Ồ, quắn ha. Linh xăm song hình nha anh chị. Hoành nó 13.5. Chiều cao nó là 29. Rồi cây này là mã số 4. Ừ. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 250 nha anh chị ơi. Bao ship luôn ha. Đây mã số 4. Rồi mã số 5. Ồ, cây này cũng đẹp nha anh chị ơi. Rất là to luôn á. Da có nó là dạng da sụn vậy nha anh chị. Sụn vậy ha. Hoành nó 15. Chiều cao của nó là 42. Rồi mã số này là mã số 4. Rồi giao lưu với anh chị 200. Mã này là mã số 5. Mã số 5 nha anh chị ơi. Rồi 250 em bao ship nha anh chị. Mã số 6. Mã số 6. Cây này cũng rất là đẹp nè anh chị ơi. Rồi số 6 cũng 250 luôn chị ơi. Mã số 7. Chim kìa. Mã số 7 ha. Hoành cái đây là 18. Chiều cao nó là 40. Rồi cây số 7. Rồi cái này giao lưu với anh chị là 300 ngàn anh chị ơi. Em bao ship luôn ha. Mã số 7. Mã số 8. Cây này cũng già, củ đế quá trời củ đế luôn chị ơi. Hoành ở đây là 15.5. Chiều cao nó là 45. Rồi mã số 8, 250, bao ship luôn chị ơi. Mã số 9. Đâm trời lên cho nghe nha anh chị. Cây này bự á. Hoành nó là 18.5. Chiều cao nó là 31. Đây, da của nó sụn vậy ha. Mã rồi, số 9. Cũng 250 thôi chị ơi, bao ship luôn. Mã số 10. Mã số 10. Cây này quá đế luôn chị ơi. Hoành như đây là 15. Chiều cao của nó là 40. Cây này là mã số 10. Mã số 10 ha. Cái này em bao ship luôn nha anh chị. Mã số 10 cũng 250 em bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn ha anh chị. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11. Hoành ở đây là 17. Chiều cao của nó là 36. Rồi mã số này là mã số 11. Rồi 11 cũng giao lưu với anh chị cũng 250 thôi anh chị ơi. Tiếp tục 12. Cây này đẹp nè anh chị ơi. Khá là to luôn á.
cây sống khỏe hết anh chị yên tâm ha, Bắc Trung Nam đều trồng được anh chị ơi. Quanh đây là 15,5, chiều cao đó là 40. Rồi. 12 cây này giao lưu với anh chị 300.000 luôn nha anh chị. Bao ship luôn á, này là xả giá vốn luôn anh chị ơi. Mã số 13 nha anh chị. Mã số 13. Đây là linh sam sông Hinh lá chung á. Quanh đây 13,5. Chiều cao nó là 42. Rồi cái cây này bệ đế chứ cũng dữ lắm nha anh chị. Rồi cây này là mã số 13. Rồi 200.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn. Tiếp theo mã số 14. Cây này củ bự nè. Đó. Củ cũng khá là to luôn. Mã số 14. Rồi mã số 4 250 luôn chị ơi. Mã số 14 250.000. Tiếp theo mã số 15. Cây này bệ đế đế nè. Một cục luôn. Mã số 15. Quanh nó 15,5. Chiều cao 43. Rồi mã số 15 để rẻ cho anh chị là 200.000 luôn chị ơi, bao ship luôn. Mã số 16. Nói chung là lô này em xả cho anh chị chơi Tết nha anh chị. Về chơi ha. Nó là 13,5. Chiều cao nó là 43. Rồi, mã số 16 đúng không? 16 150.000 luôn chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo mã số 17, cây này đẹp nè anh chị, củ to nè. Mã số 17. Rồi mã số 17. Cây này giao lưu với anh chị 300.000 anh chị. Củ này rất là to đẹp ha. Đó, củ này giữ nữa anh chị ơi. Đã bá luôn. Quanh là 22. Mã số 18 anh chị. Cao nó là 38. Mã số 18. Rồi cây này giao lưu với anh chị 350.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn. Khu chào bá luôn. Mã số 19. Cây đâm chồi sống khỏe hết trơn anh chị ơi, yên tâm ha. Hoành đây là 22. 22 hoành. Một cái thằng này là 14. Chiều cao đó là 36. Rồi mã số 19, giao lưu anh chị 250 thôi anh chị ơi, bao ship luôn. Cái da của nó dưới là nó xù xù vậy nha anh chị. Rồi mã số 20. Mã số 20. Cây rất là đẹp luôn. Quanh nó 13. Chiều cao nó là 33. Rồi mã số 20, cây này giao lưu với anh chị cũng 200.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn ha. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê cây cảnh ha, đặc biệt là giống sâm trái nha anh chị. Nay em về được lô sâm trái này, cây này nói chung là người ta đã vô bầu cũng lâu rồi. Đó. Cây sống khỏe nó ăn rễ nó ăn tới dưới này luôn rồi. Đó nè. Đó, cây thì nó bự, một số cây thì bự bằng đầu đũa ăn, đầu cũng nhỏ ha, đầu đũa ăn hoặc bự hơn đầu đũa ăn, thì nói chung tóm lại cỡ bằng đầu đũa ăn anh chị ơi. Đó nè, mà cây nó dài nè. Đó, cây này thì tầm 2 gang. Đó, tầm 2 gang nha anh chị, nói chung là tầm 2 gang. Đó nè, tầm 2 gang. Đó, 1 gang, 2 gang, cỡ 2 gang của em á. Thì cái này thì này lô này mới về nè, hàng đẹp không nè anh chị ơi. Đó, cái bầu nào cũng là nó bự bự hết trơn à. Người ta nó vô bầu bự để cho nó mạnh á. Cái cây này rất là mạnh ha. Nè, ăn rễ bít cái bầu hết trơn nè. Cái lô này thì em giao lưu với anh chị thì chỉ 6 cây. 200.000 em bao ship ha. Em bao hàng sâm trái, nếu mà nó ra sâm bông thì một em đền 2 cho anh chị. Cái bộ như có cây nào mà sẽ ra sẽ ấy là em một em đền 2 cho chị luôn, anh chị luôn là đền 5 cây khác luôn. Tại vì cái nguyên cái lô này là em chiết nhánh từ sâm trái hết trơn à. Do đó không có lộn sâm bông đâu anh chị ơi. Đó, em về cũng gần ngàn cây nha anh chị. Đó, cây rất là, cây này người ta đã vô bầu này 4 5 tháng rồi ha, chứ không phải là mới vô nha anh chị. Đó, cây rất là sống khỏe luôn, đâm chồi đâm rễ tuốt cái này chân nè. Đó. Cây rất là mạnh.
À, cây thì nó bỡ cỡ bằng đầu đũa ăn hoặc lớn hơn một chút thì báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn đi, cho anh chị khỏi phải nữa, nhỏ hơn thì anh chị không không cảm đó. Thì chiều cao của cái cây á, thì tầm 2 gang đó chị ha, tầm 2 gang ha. Đó, cây sống khỏe nè, nè rễ nó ăn bít cái bầu dưới này luôn à, tại cái này người ta vô cái bầu hơi to nè, nó ăn rất là mạnh nè. Anh chị mấy cây này dài nè, về anh chị uống đổ nè hoặc là uống dán lông nè, kẹp dây nhôm vô anh chị rất là đẹp ha, chơi cây mini rất là đẹp ha. Nó mà cây này nhánh nè đó, anh em uống cây đổ hoặc cây mini cực kỳ đẹp luôn anh em ơi ha, vô cái chậu mini nữa là tuyệt vời ha. Rồi chỉ 6 cây 200.000 em bao ship này, lô này em mới về nha anh chị. Đó, anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn anh chị ơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi anh chị nào mà cần xăm trái này ha, 6 cây 200.000 thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 ha. Rồi xin chào anh chị.